Mấy cái món ăn này toàn hôm nay trong nồi không có thì toàn cho vào làm hết. Làm toàn bộ ống tre đây. Bây giờ vài con ếch. Mấy này cá này, cá suối mấy cua cho vào làm món bò mấy này. Món ếch ngon thế. Ếch nấu này. Thôi mời các bạn cơm nhá. Mời anh em các bạn cơm nhá. Anh em xem kiểm tra xem ong xuống nó lấy nước này. Định vị xem là nó sẽ lấy nước ở dưới này, nó lên được khu nào thì bắt đầu lên tìm tổ. Đấy. Xong bây giờ bắt đầu là đi đánh cá suối tiếp ở đoạn này. Tôi đã nói là nên tìm cái tổ ong trên đấy, nó đã di chuyển đến chỗ khác nên là không được. Mọi người cũng quay xuống và bây giờ bắt đầu đi đánh cá suối để chuẩn bị nấu cơm. Cơm ăn xong rồi tiếp tục đi khai thác ong. Với lưới luôn để đánh cá. Bánh à? Ô mình nhìn mình cứ bảo cái gì? Bánh. Bánh. Ờ thấy đói chứ không khi nào thế nhỉ? Như chú đi xe vậy. Họ giá ấy. À rồi rồi. Đâu giao nhỉ? Không phải dán đâu thế. À. Đúng. Tôi đang cần đói thì này, bạn này mang lên cho mấy cái bánh này. Bánh của bà con ở trong bản lúc dã một ấy mình. Đây. Sao mình quay phim đấy. Xin là cắt ra đi. Cắt ra mỗi người miếng nhỉ. Cắt đôi trên đây. Chú. Đây là bánh này. Này. Bánh của bà con người Mèo nó ngon lắm nhé. Mời các bác nhá. Vào đi. Đây anh em mỗi người miếng cho nó đỡ đói. Cảm ơn nha anh nhé. Ta là tên nhi. Cảm ơn bạn nhá. Đang cơn đói. Cơn đói đã. Chống đói cho bắt đầu đi đánh cá. Đây các bạn này. Bóc ra này cái bánh chống đói này của bà con người Mèo này ngon lắm. Cơn đói thì chắc là bánh gì ngon. Quái gì không biết tiếng kinh. Nhưng mà nấu ăn được à? Ăn ngon lắm. Ừ, cấu đi. Ừ, tôi cố gắng tôi cấu đi mà nắm. Ngon chưa? Ngon cực kỳ nhá. Ăn cái này đã rồi. Giờ mời các bác cùng đi suối với chúng tôi nhé. Suối này thì chắc là nhiều cá đây nhưng... Đấy, cái bóng nhiều lắm. Chà đây này. Quá nhiều cá bóng rồi. Trong khe này nhiều cá bóng lắm đây này nhỉ. Quá nhiều luôn. Ôi, con này to lắm này. Ô, nhiều thật. Ô, cá. Đây. Ôi, sướng luôn. Ôi, sướng không? Đây này, các bác này, cá ra đây, quăng một phát ở đây có cá ngay nha. Ô, ngon. Sướng nhiều đấy. Đang phát hiện ong xuống lấy nước rồi.
Chứ chưa biết nó lên đâu. À đang không là có này. Thế với đá phát là có cua ngay. Chào các chú. Đây. Đấy, bay rồi đấy. Đấy, nai nó phát hiện đấy. Ong hút nước đấy, bay kìa. Rồi. Bay rồi, bay rồi. Đấy, nó lấy nước nó bay lên. Anh em phát hiện nó bay về hướng này. Đi nhích kìa, nó bay rồi đấy. Chuẩn bị bay thôi. Bay thôi, bay thôi. Nó nặng rồi, thế. Nặng. Đây anh em bây giờ bắt đầu nấu cơm trưa ở đây các bạn ơi. Như giờ này cũng đói rồi. Anh em nấu cơm ăn trưa cho các bác nhé. Xong nồi không mang bây giờ là cũng dùng toàn bộ ống tre hết để nam cá cho ống tre. Anh em vẫn đang theo dõi cái tổ ong ở trên khu vực này. Ong xuống lấy nước nhưng mà chưa phát hiện ra đâu chỗ nào. Các ơi, các bác này nhìn nướng ăn. Ôi giời, trong nồi không có hôm nay nướng. Bốn cái hoa chuối này cho vào nướng hết. Đấy, nướng hết. Hay là một thằng ở đây chú này. Đến bắt đầu ông. Này phải mất tiếng. Đấy, cho hoa chuối thái cho vào nấu, cho nhiều nước vào tí húp. Không. Ở đâu bác? Chưa ngảo đâu. Bác. Kho này, ta cưới được lên thì cho vào kho này, hành này, mực khén này, mắm muối mì đầy đủ rồi. Bây giờ cho vào gói lá. Đấy. Cùng đang gói mà nó làm đấy. Món này chắc ngon. Không tuyệt vời luôn. Mình có ít sầu đấy. Có bất cứ nào đâu. Sầu thơm, thơm, thơm. Đây đi. Các cháu nó đi hết rồi. Anh em đi thì tôi ở đây là tôi trông đồ đoàn các thứ. Xong rồi nát nữa nó bắt ong xong xuống là ăn cơm này. Nó bắt đầu ăn cơm trưa thì nó cho nồi không mang đi về. Còn các món ăn là cho hết vào chỗ ống tre làm hết. Cơm làm, rồi hoa chuối làm, rồi rau rừng cũng cho vào làm luôn. Đấy, rồi món cá thì cũng cho vào làm món cá kho ở cái gói bên kia. Đấy. Đợi anh em nó bắt ong về xong phải ăn cơm. Ôi.
Bắn cho quỷ. Lông đây ạ. Khỏi lông nơ. Xuống từ từ thôi. Nhấp vào ta nơ. Khỏi mặt lông rồi nơ. Xuống này, xuống này. Xuống này. Xuống này. Tha mùn mê đâu nè. Hồn mùn ẩm tế. Nó vỡ luôn nơ. Ở tay mới xuống đi. Mẹ cứ nửa mét mà đây. Cả chúng nó vướng rồi. Ôi hôm nay đi đen quá các bác ơi. Nên là hôm nay rất là buồn. Buồn quá. Nên là nó cũng chưa gì đã chạy rồi. Ôi đây chơi mới phát này. Bị châm rồi. Nó không được nhiều mà chỉ được có vài cân nên là giờ hai anh em ơi. Chung với thì mình để anh đen một tí. Chung nay giờ nó về đây được mấy cân nữa. Được 5-7 cân cả sáp lẫn mặt. Chích cho tầm mặt. Bây giờ 4 giờ chiều rồi này, nên là về nhà chắc tối tín này. Thôi mời các bạn cơm nhá. Bây giờ anh em cơm đói lắm rồi. Mọi người một cái đều nhau thế là đủ mỗi người cái à người phát đầu chú chưa kịp quay thôi được rồi thế là xong đấy bạn được thì 4 phát mỗi người một tí xong bữa rồi xong rồi xong bữa hẹn gặp lại các bác chào 3 lần rồi chưa xong đây tối rồi. Tạm biệt rừng xanh trên bản mèo. Chuyến đi bản mèo vào trong suối sâu để bắt ong. Đến đây cũng xin tạm dừng ở đây. Hẹn các bác ở chuyến đi lần sau. Khai thác tiếp những sản vật trong rừng. Thế bây giờ anh em ăn xong rồi đứng lên đây chuẩn bị lên dọn đây lên đường đấy. Thank you.
đấy, đường trên đường bản mèo đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Ghê không? Đây Thành đi mà tôi ngồi sau mà tôi ghê lắm. Rất là sợ. Cố gắng quay cái đoạn này để cho các bác thấy là cái đường ở đây nó chỉ có 1 mét thôi. Còn bên đây là tay phải tôi là vực sâu, cực kỳ sâu. Đấy các bác nhìn thấy à. Đấy. Bên tay trái thì là bên Tà Ni Dương. Nhưng nhìn bên tay phải có đoạn nó không có cây cối gì, trông nó ghê lắm. Trời ơi. Xem có lên được không? Cố lên được không? Ôi. Cố lên, sắp tối rồi ôi. Vẫn lên được. Yeah, này, này mê. Này Phùng Mưa Hưởng Xuân vẫn ở dưới kìa nhá. Bây giờ tôi quay để cho các bác xem. Nên cái đoạn dốc này thì mà phát ghê người ơi. Phát con chim. Quá nhỏ lắm. Xe mà xe kia chở hai người có lên được không? Ôi đoạn kia rồi. Rồi. Cố lên. Xuân vừa xuống. Xuân vừa xuống. Đấy, bây giờ tầm hơn 6 giờ rồi. Bây giờ chúng tôi vẫn đang trên đường để đi ra ngoài đường quốc lộ đấy. Đường đây nó đi như thế đấy các bác. Các bác thấy là đi lấy mật ong nó mệt như thế nào đấy. Rất là nguy hiểm. Trên này gió mát nha. Đấy, đây là khu vực có nghĩa là nhìn theo hướng tay tôi chỉ đây thì là nhìn thấy núi là của mình. Còn sang bên kia là đất Lào đấy. Đấy các bác nhìn đấy. Rất là cao mà tương đối xa. Đấy. Bây giờ tiếp tục. Tiếp tục là lên đường nha các bác nhé. Đi ra ngoài đường quốc lộ đi xuống. Có đoạn nào mà nó thật thì là gian nan khó đi là tôi lại quay tiếp cho các bác xem. Ôi giời ơi, trông cười nhiều. Các bác nhìn thấy chưa, phong cảnh rừng Tây Bắc. Ui giời. Chưa. Thư thần về những con đường. Con đường này bé nó chỉ một gang tay thì đi như thế này mà. Đấy nó có một tí này. Đi xe không cẩn thận là lăn xuống đây thì vỡ mồm. Tay lái các tay thợ rừng này đi là phải chuẩn. Không chuẩn không đi được. Quen rồi. Con nhà nghe. Sớm cái tay rồi. Đi đường này. Toàn sẵn cao sản đấy nhỉ. Cao sản. Lắc kìa. Giờ ông Thành ông bị dê trơn tuột. Cái mưa to đằng sau. Mưa to lắm đằng sau này. Đang vừa băm đằng sau. Bạt ngàn nương sắn, nương ngô.